Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, chúng ta thường trồng cây cảnh trong nhà, vừa có tác dụng trang trí, đồng thời nâng cao chất lượng cho không gian sống và làm việc đúng không nào? Thế nhưng mà không phải loại cây cảnh nào cũng thích hợp để trồng trong nhà, trong phòng của bạn. Bởi lẽ nếu không biết mà trồng vào những loại cây đại kỵ thì chúng có thể hút hết oxy hoặc chứa những chất độc nguy hiểm tới sức khỏe hay tính mạng của các thành viên trong gia đình. Để tránh được những việc này thì Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ giúp các bạn khám phá những loại cây cảnh vừa có thể trồng trong nhà, giúp lọc sạch không khí, lại vừa có nhiều lợi ích cho sức khỏe của cả gia đình trong video ngày hôm nay. Quý vị hãy cùng theo dõi để biết đó là những loại cây đặc biệt gì nhé. Đầu tiên là hoa nhài giúp giảm căng thẳng. Hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài giúp mang lại cảm giác thư giãn, làm dịu cơ thể, tâm trí và tâm hồn, đồng thời đem đến những cảm xúc tích cực. Theo đề xuất của một nghiên cứu năm 2008, hoa nhài có đặc tính an thần, giúp giảm bớt sự lo lắng, căng thẳng, khó chịu, tức giận và trầm cảm. Bạn có thể đặt cây trong phòng để cảm nhận mùi thơm ngọt ngào của hoa nhài. Thứ hai, cây ngọc bích tăng cường độ ẩm. Nếu không khí trong phòng quá khô, bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách đặt một cây ngọc bích vào đó. Sống trong môi trường có không khí khô có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, có thể dẫn đến hen suyễn, viêm phế quản hoặc chảy máu cam. Một vấn đề khác do không khí khô gây ra đó là mất nước. Cây ngọc bích có thể tăng cường độ ẩm trong ngôi nhà của bạn. Thứ ba, cây thiết mộc lan thanh lọc không khí xung quanh bạn. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi NASA, cây thiết mộc lan là một trong những lựa chọn tốt nhất để làm sạch không khí khỏi các tác nhân như benzen hoặc trichloroethylene. Có thể được tạo ra bởi xăng, sơn, cao su, chất tẩy rửa, sợi tổng hợp, keo dán và dầu bóng. Cây thiết mộc lan lọc không khí bằng cách hấp thụ các hóa chất này qua lá của chúng, cải thiện chất lượng không khí trong phòng của bạn. Thứ tư, tía tô đất giúp tăng cường chức năng nhận thức. Mặc dù tía tô đất được sử dụng như một loại trà để giảm căng thẳng, nhưng nhiều người không biết rằng trà tía tô đất có thể cung cấp một lợi ích quan trọng khác. Nó có thể thúc đẩy hoạt động của não bộ, tăng mức độ tỉnh táo và hiệu suất làm việc. Tốt nhất, bạn nên sử dụng trà lá tía tô kết hợp với một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh để có được kết quả tốt nhất. Thứ năm, cây thường xuân giúp làm dịu chứng dị ứng. Loại cây này có thể giúp chống lại vi khuẩn trong không khí trong phòng. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch của Mỹ, người ta thấy rằng cây thường xuân có thể làm giảm nấm mốc xung quanh và làm cho không khí sạch hơn. Mặc dù không thể giúp loại bỏ hoàn toàn chứng dị ứng, nhưng nó có thể giúp làm cho không khí ở một khu vực nhỏ nơi bạn làm việc ít bị ô nhiễm hơn. Thứ 6. Bạc hà tốt cho hệ tiêu hóa. Loại cây nhỏ có mùi dễ chịu này có thể được sử dụng để làm giảm đầy hơi, chướng bụng và các vấn đề khác có thể xảy ra sau khi bạn ăn quá no. Một công dụng thú vị khác của bạc hà đó là làm giảm đau đầu. Bạn có thể pha cho mình một ly trà nóng với bạc hà và thưởng thức sau bữa ăn. Thứ 7. Hoa hồng để nâng cao tâm trạng của bạn. Loại hoa này đáng để đặt trong nhà của bạn. Mùi hương của nó có tác dụng chống trầm cảm và có thể được sử dụng để cải thiện tâm trạng. Điều thú vị đó là hoa hồng có màu sắc tối hơn sẽ có mùi hương tốt hơn. Ngoài ra, theo một nghiên cứu, nếu bạn ngủ trong một căn phòng tràn ngập hương thơm của hoa hồng, thì nó có thể cải thiện trí nhớ của bạn. Thứ 8. Ngò tây tăng cường sức khỏe tổng thể. Loại thảo mộc này có chứa đầy các chất dinh dưỡng quan trọng. Một trong số đó là vitamin K, rất quan trọng để giúp xương chắc khỏe. Nó cũng giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, flavonoid và các nguyên tố khác, đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, nó còn có chứa các carotenoid như lutein và zeaxanthin hỗ trợ sức khỏe của đôi mắt. Bạn có thể trồng rau mùi tây trong nhà bếp và thêm nó vào trong món salad. Thứ 9. Hoa oải hương mang đến cho bạn sự bình yên bên trong cơ thể. Mùi hương của hoa oải hương có thể làm giảm sự lo lắng và giúp cho bạn bình tĩnh lại. Ngoài ra, nó có thể làm giảm huyết áp và làm giảm nhịp tim. Bạn có thể sử dụng tinh dầu hoa oải hương hoặc bạn có thể đặt hoa oải hương trong phòng của mình. Màu tím của nó
cũng có ảnh hưởng tốt đến tâm trí và cơ thể của chúng ta. Thứ 10, nha đam giúp cho làn da mịn màng. Lá của loại cây này có lợi cho bạn theo nhiều cách. Gel của nó có thể chữa lành vết bỏng nhờ tác dụng làm dịu và giữ ẩm hiệu quả. Đồng thời, nó có thể giúp làm giảm các vấn đề về dạ dày như hội chứng ruột kích thích hay làm giảm đau bụng. Ngoài ra, nha đam còn có tác dụng lớn trong việc làm đẹp và giúp cho da mịn màng. Thứ 11. Hoa phong lữ làm dịu các cơ quan của bạn. Loài hoa này tỏa ra một mùi hương rất phong phú, vừa có một chút hương hoa hồng, vừa có chút hương chanh. Có bằng chứng cho thấy rằng mùi hương này có thể làm dịu và giảm mức độ lo lắng, cũng như thư giãn và có tác dụng chống trầm cảm. Thứ 12. Thì là hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho não bộ và hệ thần kinh. Một loại thảo mộc hữu ích khác để trồng đó là thì là, vì nó cũng có chứa rất nhiều các nguyên tố cần thiết. Nó rất giàu vitamin A, rất quan trọng cho sự phát triển của hệ miễn dịch và thị lực. Một khoáng chất thiết yếu khác mà thì là có, đó là có chứa magie, giúp tăng cường chức năng của não bộ, hệ thần kinh và chuyển hóa đường cũng như chất béo. Thứ 13. Húng quế có đặc tính chống viêm. Ngoài hương vị thơm ngon, loại thảo mộc này còn có nhiều đặc tính tốt cho sức khỏe. Thứ nhất, nó có thể giúp chống lại chứng viêm trong đường mũi. Húng quế cũng có chứa các yếu tố hữu ích như canxi, vitamin K và các chất chống oxy hóa quan trọng. Quý vị thân mến, ta không thể nào phủ nhận vai trò của cây xanh trong cuộc sống thường ngày. Cây trồng không những giúp thanh lọc không khí mà còn khiến cho ngôi nhà của bạn thêm xinh đẹp. Tuy nhiên thì ngoài những giống cây có lợi, cũng có những giống cây không nên để gần với không gian sống của gia đình mình, bởi không chỉ liên quan đến phong thủy mà nó còn có những độc tố liên quan đến sức khỏe của bạn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem cụ thể đó là những loại cây nào. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên là cây trúc đào. Cây trúc đào có dáng đẹp sặc sỡ, nhiều màu sắc như trắng, hồng nhạt, hồng đậm hoặc hơi đỏ cam, đỏ tía, hoa đơn hoặc hoa kép. Trong đó, loại có hoa màu hồng là phổ biến nhất. Hoa có mùi thơm nhẹ. Cũng chính vì những lý do trên mà trúc đào là một loại cây rất được ưa chuộng để chọn trồng làm cảnh. Tuy nhiên, khi được sử dụng để làm cây cảnh thì phải hết sức cẩn trọng, bởi trúc đào là một trong những loài thực vật có chứa nhiều hợp chất có độc, có thể gây tử vong ở người, đặc biệt là trẻ em. Sau khi chất độc đi vào cơ thể sẽ gây ra các triệu chứng rất nhanh như nôn mửa dữ dội, sau đó người mệt lả, không muốn nói năng cử động gì, có khi nhức đầu và chóng mặt, đau bụng. Ngộ độc nặng thì có thể bị trụy tim, tụt huyết áp, hôn mê, rối loạn nhịp tim. Ngộ độc quá nặng sẽ dần dần dẫn đến thiếu oxy lên não, nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Thứ hai, cây vạn thiên thanh. Nhựa của cây vạn thiên thanh gây ngứa và nếu chẳng may dính vào mắt thì sẽ rất khó chịu. Ăn phải thì bị tê môi, đỏ lưỡi, nói khó, ngứa họng. Trẻ em nếu không may ăn phải lá, hoa hoặc quả của cây này thì sẽ bị ngộ độc. Nếu ăn với số lượng nhiều có thể gây ra chết người. Do vậy, nếu có ý định trồng cây vạn thiên thanh làm cảnh hay phong thủy thì bạn nên đặt ngoài ban công hoặc vườn nhà, tránh xa tầm tay trẻ em và phải cẩn thận khi va chạm, di chuyển hay chăm sóc loại cây cảnh này. Theo lời khuyên của các chuyên gia, nếu không may da bị ngứa do dính phải nhựa cây thì không nên gãi mà hơ nóng vùng da bị dính sẽ khỏi. Nếu bị dính nhựa vào miệng, mắt thì cần súc miệng, rửa mắt bằng nước ấm, rồi dùng máy sấy tóc hơ ấm sẽ đỡ ngứa hơn. Thứ ba, cây mã tiền. Cây mã tiền thường được biết tới như một vị thuốc quý trong đông y, có tác dụng kích thích thần kinh tương đối mạnh, dùng để điều trị các bệnh phong tê thấp, bại liệt, bán thân bất toại. Tuy nhiên, vẻ đẹp độc lạ này là loại độc dược cực mạnh, gây ra nguy hại cho sức khỏe và tính mạng của chính bạn và mọi người trong gia đình. Hạt của cây mã tiền có chứa nhiều chất alkaloid. Nếu ăn nhầm sẽ bị co quắp toàn thân và tê liệt cơ hô hấp, gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Việc sử dụng hạt của cây mã tiền để làm thuốc cũng phải qua chế biến rất kỹ lưỡng và đều phải dùng ở liều lượng thấp nhất, tuân thủ chặt chẽ theo chỉ định của thầy thuốc. Mọi tình huống sử dụng một cách vô thức
hoặc thiếu hiểu biết loại hạt này đều có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Theo các bài thuốc đông y, nếu phát hiện thấy ngộ độc do cây mã tiền gây ra, giật giật ở môi và các cơ, nặng hơn thì thấy ngáp, nước dãi chảy nhiều, nôn mửa, sợ ánh sáng, mạch nhanh và yếu, có thể lấy nhục quế, sắc nước để uống để giải độc. Thứ tư, cây hoa thủy tiên. Ăn nhầm phải cây hoặc hoa thủy tiên sẽ bị nôn mửa, đau bụng, mạch đập rối loạn, da mồ hôi lạnh, hô hấp không đều, nhiệt độ của cơ thể tăng cao, mê man, nghiêm trọng có thể bị co giật, tê liệt mà chết. Đặc biệt, lá của hoa thủy tiên có hình dạng dẹt dài, màu xanh, thân và củ màu trắng, có đặc điểm rất giống với các loại cây hành, hẹ. Người già và trẻ em rất dễ bị nhầm lẫn mà ăn phải. Vì vậy, cây hoa thủy tiên được xếp vào danh sách những loại cây không nên trồng trong nhà. Ngoài ra, trong rễ của cây thủy tiên còn có chứa chất narcissin. Chất độc này làm thay đổi tuổi của cây. Người ăn phải trước khi cây ra hoa có thể bị giãn đồng tử, khô nước bọt, tim đập nhanh. Còn sau khi cây ra hoa thì bị tháo mồ hôi, buồn nôn và ỉa chảy. Thứ năm, cây hoa đỗ quyên. Có thể nói, tất cả các bộ phận của cây hoa đỗ quyên đều có chứa độc tố. Những người bị độc do cây hoa đỗ quyên thường có biểu hiện như buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt và mất cân bằng. Theo nghiên cứu cho thấy rằng, chỉ cần từ 100 đến 225 gram lá đỗ quyên là đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em. Vì vậy, nếu có trẻ nhỏ, tốt nhất bạn không nên trồng cây hoa đỗ quyên ở trong nhà. Nếu không nỡ rời xa vẻ đẹp của loại cây này, bạn cần đặt ở vị trí xa tầm tay với người già và trẻ em. Và cuối cùng, thứ 6, cây môn trường sinh. Hoa và quả của cây trường sinh có độc tính rất mạnh. Nếu da tiếp xúc sẽ bị ngứa, nếu ăn nhầm thì sẽ làm cho khoang miệng và yết hầu sưng đau, nóng rát, thậm chí làm thương tổn đến dây thanh quản. Trẻ nhỏ sẽ cảm thấy như bị ngạt thở và sẽ nhanh chóng tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Người xưa gọi cây trường sinh đốm hay môn trường sinh là cây cầm điếc. Cả người lẫn vật ăn phải đều có thể bị nguy hiểm tới tính mạng. Trường hợp trẻ em bị nhiễm độc do nhựa của cây môn trường sinh đã xảy ra tại Việt Nam. Vì vậy, đây là một trong số những loại cây không nên trồng trong nhà mà các bạn cần lưu ý. Hy vọng rằng sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị khán giả sẽ biết cách lựa chọn cây cảnh để trồng trong nhà, vừa có tác dụng thẩm mỹ, vừa giúp ngôi nhà của bạn trong lành và đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.